Xin chào tất cả các em, cô là cô Linh, dạy tin học của khối 8. Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, có lẽ như vậy các em cũng đã quên bài rất là nhiều đúng không nào? Như vậy thì để tiếp tục những bài học của học kỳ 2 được diễn ra một cách tốt hơn, chúng ta sẽ cùng ôn lại các bài học mà trước Tết chúng ta đã được học nhé. Trước khi vào bài học của ngày hôm nay thì cô có một số lưu ý cho các em khi học tập trực tuyến nhé. Đầu tiên, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, tập ghi, máy tính hoặc điện thoại có cài sẵn chương trình Pascal. Nếu như mà các em chưa cài, các em có thể thêm hướng dẫn cài đặt Pascal ở trong file tin học 8, bài thực hành số 5, là một cái file PDF. Các em nhớ ghi chép kiến thức đầy đủ vào vở bài học. Với những câu hỏi trong video, các em sử dụng nút tạm dừng để có thêm thời gian suy nghĩ, tự trả lời trước khi chúng ta biết đáp án. Ghi lại những nội dung chưa hiểu để hỏi các bạn cũng như các giáo viên. Làm bài tập đầy đủ theo hướng dẫn đính kèm trong file PDF của mỗi bài học. Và học sinh phải học tập nghiêm túc. Chúc các em học tập thật vui vẻ và ghi nhớ kiến thức thật lâu nhé. Hôm nay chúng ta cùng ôn về câu lệnh lập for do với bài thực hành số 5 nhé. Để thực hành với câu lệnh lập for do thì trước tiên chúng ta phải ôn lại về lý thuyết của câu lệnh lập for do một chút xíu nhé. Bạn nào có thể cho cô biết về cú pháp và ý nghĩa của câu lệnh lập for do nào? Chúng ta cùng dở sách giáo khoa và tìm hiểu nhé. Câu lệnh lập for do có cú pháp như sau: for biến đếm, hai chấm bằng giá trị đầu, to giá trị cuối, do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó for to do là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên. Số vòng lặp sẽ bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu, cộng 1. Còn ý nghĩa của câu lệnh nó như sau. Khi thực hiện thì ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị đầu. Sau mỗi vòng lặp, biến đếm được tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối. Tiếp theo, bạn nào có thể cho cô biết chỗ không hợp lệ trong các câu lệnh sau là chỗ nào nè? Chúng ta có khoảng 30 giây chúng ta suy nghĩ nhé. Rồi, câu A, chúng ta sẽ thấy giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Ở đây y lại chạy từ 10 đến 1. Câu B, giá trị cuối phải là một giá trị nguyên. Ở đây chúng ta thấy có 5.5. Câu C, khi khai báo, biến đếm y phải thuộc kiểu số nguyên. Ở đây biến y thuộc kiểu số thực. Như vậy là chúng ta vừa mới ôn xong về phần lý thuyết của câu lệnh lập for do, về cú pháp cũng như cách để viết về câu lệnh lập for do như thế nào cho đúng. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng thực hành những cái bài tập với câu lệnh lập for do nhé. Đây là gì nào? Rất là quen thuộc với tất cả các em đúng không nào? Đây là bảng cửu chương. Như vậy thì hôm nay chúng ta cùng xem để mà lập bảng cửu chương thì chúng ta lập như thế nào? Hay là để lập một cái bảng nhân, nhân 1, nhân 2, nhân cho đến 9, chúng ta sẽ lập như thế nào nhỉ? Nội dung thực hành của bài hôm nay như sau. Bài 1 là chúng ta sẽ viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả. Ở đây chúng ta thấy chúng ta nhập vào đây là bảng nhân của số 9 đúng không nào? Đây là bảng nhân 9. Và để thực hiện bài này thì chúng ta cần khai báo những biến nào? Chúng ta thấy rằng mỗi một bạn sẽ nhập vào một con số khác nhau. Có bạn thì sẽ làm bảng nhân 1, có bạn sẽ làm bảng nhân 2, có bạn sẽ làm bảng nhân 3 hay có bạn sẽ làm bảng nhân 9. Vì vậy ở đây chúng ta có một giá trị được thay đổi. Đó là biến, chúng ta gọi đó là biến N. Chúng ta thấy có một giá trị ban đầu nhận số 1, sau đó tăng lên 2, 3, 4 cho đến khi 10. Như vậy chúng ta cũng có một giá trị thay đổi. 1 được xem là giá trị đầu, 10 được xem là giá trị cuối. Như vậy phải có một biến nào đó được chạy từ 1 đến 10. Chúng ta gọi biến đó là biến đếm y. Vậy để thực hiện bảng nhân chính này chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy biến n chúng ta nhập vào và đem nhân với lại biến đếm y.
Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ lấy là 9 nhân 1, sau đó là 9 nhân 2, cứ làm tiếp tục cho đến là 9 nhân 10. Vậy thì thuật toán của bài toán này được mô tả như thế nào? Đầu tiên, các em cần phải nhập số cần in bảng nhân. Ở đây ví dụ như chúng ta nhập vào đó là biến n và giá trị của số n. Chúng ta cho y bằng giá trị đầu là y bằng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra nếu y nhỏ hơn bằng 10 thì chúng ta thực hiện là n nhân cho y. Tiếp tục chúng ta qua bước 4 là tăng y lên một đơn vị. Sau đó chúng ta lại quay ngược lại bước 3. Nếu như y nhỏ hơn bằng 10 thì chúng ta lại thực hiện tiếp là n nhân y. Cứ như vậy chúng ta làm cho đến khi y lớn hơn 10 thì chúng ta in ra bảng nhân và kết thúc vòng lặp ở bước 5. Đây chính là thuật toán của bài toán in ra bảng nhân. Như vậy, nội dung của bài thực hành hôm nay như sau. Bài số 1 chúng ta làm trước nhé. Khởi động Pascal, gõ chương trình và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh. Sau đó chúng ta lưu chương trình với tên là bảng nhân.pass, dịch và chỉnh sửa các lỗi. Sau đó chúng ta chạy chương trình với kết quả nhập vào lần lượt là 1, 2, 3 cho đến 9. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình. Chúng ta có thể nhập vào thứ tự của mình nếu như chúng ta cảm thấy thích cho nó mới mẻ hơn. Vậy nhé. Bây giờ chúng ta cùng thực hành nhé. Các em có thể gõ chương trình giống như màn hình trên, hoặc là chúng ta mở sách giáo khoa trang 60 để gõ chương trình. Cùng với cô, chúng ta tìm hiểu về chương trình này nhé. Trong bài của cô khai báo hai biến, biến đếm y và biến xoay n đều có kiểu dữ liệu là số nguyên. Theo như mô tả thuật toán, đầu tiên chúng ta sẽ nhập xoay n. Ở đây có hai dòng right line chấm phẩy. Lát nữa chúng ta cùng tìm hiểu xem hai dòng right line này có tác dụng gì nhé. Sau đó chúng ta sẽ in ra bảng nhân của số n. Biến đếm y sẽ nhận giá trị đầu là 1, nhận giá trị cuối là 10. Với mỗi giá trị thì sẽ in ra một phép nhân. Như vậy sau khi gõ xong biến dịch sửa lỗi, chúng ta thấy rằng chúng ta có được một bảng nhân 6 như thế này. Ở đây chúng ta thấy có hai khoảng trống. Quay lại với câu lệnh right line chấm phẩy thì chúng ta thấy rằng right line chấm phẩy chính là câu lệnh được dùng để cách một hàng. Và với kết quả in màn hình như vậy thì chúng ta có nhận xét gì hay không? Các em suy nghĩ thử nhé. Chúng ta thấy rằng các hàng kết quả sát nhau, nhìn rất là khó đọc và các kết quả lại không được cân đối với tiêu đề. Vì vậy đây chúng ta có thể sửa lại như thế nào để cho các hàng trở nên dễ đọc hơn và cân đối với tiêu đề và đẹp hơn. Như vậy chúng ta có thể chỉnh sửa chương trình. Ở đây cô có thể thay số n luôn để làm kết quả đẹp như là hình hình bên. Chúng ta thấy có cách mỗi một hàng được thụt vào một số cột và với tiêu đề nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Như vậy bài tập 2 chúng ta cùng quan sát chương trình sau để chúng ta sửa và thực hành bài tập số 2. Bài tập 2 này sau khi quan sát có gì khác bài tập 1 không nhỉ? Rồi, ở đây các em thấy đây là phần của câu lệnh lặp for do. Mình sẽ thấy nó khác ở bài tập 1. Tại sao ở đây lại xuất hiện cặp begin end nào? Bởi vì nó là câu lệnh ghép. Câu lệnh ghép là một câu lệnh có từ từ hai câu lệnh trở lên thì chúng ta bắt buộc phải đặt trong cặp begin end. Ở đây có xuất hiện một số câu lệnh khác với bài tập số 1. Thứ nhất là câu lệnh go to y, num where y và câu lệnh write line chấm phẩy. Đây là hai câu lệnh được thêm vào khác với bài tập số 1. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem hai câu lệnh này có tác dụng gì nhé. Rồi, câu lệnh write line chấm phẩy giống như cô nói, tạo một hàng trống tại vị trí của con trỏ. Và câu lệnh go to y, a phẩy b đưa con trỏ về cột A hàng B. Với where x là cho biết thứ tự của cột đang có con trỏ. Where y cho biết thứ tự của hàng đang có con trỏ. Nghĩa là nếu như chúng ta sử dụng lệnh write line thì chúng ta sẽ được cách một hàng giống như lúc nãy chúng ta thấy ở bảng nhân.
và chúng ta sử dụng câu lệnh go to XY, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đưa cái con trỏ về vị trí của cột A hàng B, giống như chúng ta thấy được thụt vào và được cách hàng. Lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng các lệnh go to XY, where X, where Y sau khi mà đã khai báo thư viện CRT của Pascal. Như vậy lệnh go to XY 5, where Y nó đưa con trỏ về cột 5 của hàng, hàng đang đứng là hàng hiện tại. Vậy bây giờ chúng ta cùng thêm vào các cái câu lệnh để mà được một cái bài khác đẹp hơn nhé. Các em nhớ chọn Cell As và lưu vào ví dụ là bảng nhân 2 chẳng hạn. Có thể để cho mình khi mình chạy mình cảm thấy nó khác một chút xíu với lại bài đầu tiên, bài số 1. Từ bài tập số 1 chúng ta thêm vào một số câu lệnh để được bài tập số 2. Và chúng ta cũng thấy rằng bài tập số 2 nhìn rất là đẹp mắt. Có sự ngăn cách giữa các hàng cũng như là có sự đẩy vào của các cột. Và tiêu đề cũng rất là cân xứng với lại các con số. Bài tập số 2 rõ ràng và đẹp mắt hơn rất nhiều. Như vậy là chúng ta vừa mới thực hiện xong về hai bài tập liên quan đến câu lệnh lập for do, để mà từ đó chúng ta đã vừa ôm lại những kiến thức cũ của câu lệnh lập for do cũng như là cập nhật học hỏi thêm được một số kiến thức mới. Vậy thì qua bài thực hành hôm nay chúng ta có những kiến thức nào cần nhớ? Đầu tiên, đây là cấu trúc lập với số lần được biết trước sẽ thể hiện bằng lệnh lập for do. Đây là kiến thức cũ chúng ta đã biết rồi. Phần thứ hai, đây là câu lệnh go to y ab, nó có tác dụng đưa con trỏ về cột A hàng B. Hàm where x cho biết số thứ tự của cột đang có con trỏ. Hàm where y cho biết số thứ tự của hàng đang có con trỏ. Và chúng ta chỉ sử dụng các lệnh go to y, where x, where y sau khi mà đã khai báo thư viện CRT của Pascal. Thì đây là những kiến thức mới mà chúng ta cần phải nhớ rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôm lại kiến thức của câu lệnh lập for do cũng như là thực hành bài tập số 1 và bài tập số 2 để hiểu rõ hơn về cách mà câu lệnh lập for do được thực hiện, đúng không nào? Như vậy cô sẽ hướng dẫn các em tự học ở nhà một chút nhé. Chúng ta xem lại video nhiều lần để có thể hiểu bài. Chúng ta chưa có nhớ lại bài, chúng ta xem đi xem lại, xem đi xem lại để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Làm bài tập số 1, 2 trong sách giáo khoa trang 60-61, hai bài tập mà có trong đoạn video vừa rồi. Nếu chúng ta để quên sách, các em có thể xem lại cái đoạn video này và coi bài tập số 1, số 2 trong đoạn video. Sau đó chụp hình và gửi đáp án đến cho cô. Hạn chót nộp bài là ngày 11 tháng 4 năm 2020. Chúng ta có thể gửi về cho cô qua email hoặc là qua Zalo. Và mọi thông tin cần thiết thì các bạn có thể liên hệ với cô qua Zalo hoặc là email này. Rất là cảm ơn các em vì đã cố gắng xem hết đoạn video này cũng như là cố gắng xem để mà hiểu bài trong cái mùa Covid này. Chúng ta cùng nhau học tập thật là tốt, làm bài ở nhà thật là đầy đủ, cũng như là thực hiện đúng các chính sách của Bộ Y tế để mà chúng ta có thể quay trở lại trường vào một ngày gần nhất nhé. Xin chào tất cả các em, chúc các em có một ngày thật là vui vẻ.